nhiều khu vực ở nước Mỹ đang trải qua mùa đông lạnh giá với nhiệt độ giảm sâu và mới đây cảnh sát thành phố sân của Mỹ đã huy động lực lượng tới phải phá cửa kính ô tô để cứu một bà à, mẹ à, để cứu một bà lão và dường như là đã chết cứng vì lạnh ở bên trong tuy nhiên thì cuối cùng ở phía cảnh sát lại bất ngờ phát hiện là người ở trong xe không phải là một bà lão mà chỉ là một con búp bê. Edward Moore thuộc sở cảnh sát Hudson cho hay, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi báo rằng có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi một mình trong một ô tô và dường như đã đông cứng và ngừng thở trong điều kiện thời tiết âm 13 độ C. Khi tới hiện trường, các cảnh sát thấy một phụ nữ ngồi trong xe không cử động, không phản ứng. Họ đã phá cửa sổ ở sau xe để cứu người. Tuy nhiên, sau khi đã phá cửa xe, họ phát hiện đó chỉ là một con búp bê được thiết kế giống người thật với mục đích là huấn luyện hô hấp nhân tạo. Được biết chủ chiếc xe người làm việc cho một công ty chuyên sản xuất hình nhân đã rất tức giận khi cửa sổ xe bị phá vỡ. Phó cảnh sát trưởng Hudsonmore cho biết, chủ xe rất tức tối nhưng mà cảnh sát không xin lỗi vì hình nộm đó rất giống người thật và cứu người là nhiệm vụ của cảnh sát. Vâng, câu chuyện rất là hi hữu nhưng lại cũng không phải là quá hiếm gặp. Mới đây thì cảnh sát Hà Lan thì cũng đã cứu nhầm một búp bê nhưng cụ thể hơn là một búp bê tình dục khi mà nhầm tưởng đó là một người. Nguyên nhân là khi nhìn qua cửa sổ và thấy có một người phụ nữ chỉ mặc à, bộ đồ lót và đứng im không động đậy một chút nào thì một người hàng xóm đã hết sức là lo lắng và gọi điện ngay cho cảnh sát để kiểm tra hiện tượng kỳ quái kỳ lạ này và lo sợ là có chuyện không hay xảy ra thì cảnh sát đã phá cửa xông vào nhưng mà thật bất ngờ xác chết mà họ tìm thấy lại chính là một búp bê tình dục được làm từ cao su và đã được thổi căng phòng sau đó cảnh sát đã phải mang cô búp bê đứng sang chỗ khác để tránh gây hiểu lầm cho những người hàng xóm hiếu kỳ hiếu kỳ ở xung quanh. Vâng, à, búp bê tình dục thì khá là giống với người thật cho nên là à, đã có nhiều lần thì cũng gây ra những tình huống giờ khóc giờ cười như vậy. À, tuy nhiên ngược lại thì cũng có không ít lần nó đã cứu sống người thật. Ví dụ như là cách đây 5 năm Australia đã trải qua trận lụt lớn nhất trong vòng 200 năm. À, và một cặp đôi 19 tuổi đã bị nước lũ bao vây và sắp đối diện với cái chết, nhưng mà may mắn là cả hai đã nhanh trí lôi con búp bê tình dục ra và thổi phồng lên để làm phao. Và nhiều giờ sau đó thì lực lượng cứu hộ đã cứu sống được cả hai người giữa dòng nước lũ khi mà đang ôm chiếc phao đặc biệt này. Vâng thưa quý vị vừa rồi là phần điểm những thông tin đáng chú ý diễn ra từ sáng đến tối và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây với câu chuyện cùng với một cựu thủy thủ tàu Viễn Dương về việc là những người này đã làm giàu từ hàng sách tay trong thời bao cấp như thế nào.